xin kính chào quý vị mời quý vị theo dõi bản tin quốc sư đào hố gài tập cận bình khuyên quân đội trung quốc cần có hành động thực tế khi bà pelosi thăm đài loan có phân tích nói rằng trịnh vĩnh niên khuyên đảng cộng sản trung quốc cử máy bay quân sự bay cùng chuyên cơ của bà pelosi vào đài loan và các hành động thực tế khác không biết liệu đây có phải trịnh vĩnh niên đang suy đoán tâm lý của ông tập cận bình hay không Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc điện đàm trong tuần này. Đây sẽ là cuộc điện đàm lần thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Trung. John Kirby, phát ngôn viên của hội đồng an ninh nhà trắng, hôm trước có nói rằng các chủ đề căng thẳng như Đài Loan, chiến tranh Nga Ukraine và cạnh tranh Mỹ Trung đều sẽ được thảo luận trong cuộc điện đàm này. Về vấn đề này, Trịnh Vĩnh Niên, trưởng khoa đầu tiên của Viện Nghiên cứu Cao đẳng Trung Quốc, Đường Đại và Toàn cầu tại Đại học Trung văn Hồng Kông, nói rằng bà Pelosi có thăm Đài Loan hay không là một bàn tính như ý, có thể tiền thoái lưỡng nan của Hoa Kỳ, và điều này rất thức thách trí tuệ và dũng khí chính trị của Trung Quốc. Hãng Reuters hôm trước có nói rằng, ông Kirby nói rằng bất cứ điều gì liên quan đến cục diện Đài Loan, chiến tranh Nga-Ukraine và làm thế nào để quản lý tốt hơn sự cạnh tranh giữa hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, tất cả sẽ là chủ đề thảo luận của Tổng thống Biden và ông Tập. Ông Kirby nói rằng, cuộc điện đàm lần này mất rất nhiều thời gian để sắp xếp, đã có rất nhiều vấn đề để cho hai vị lãnh đạo thảo luận. Ông Biden và ông Tập Cận Bình rất có thể sẽ có một cuộc gặp mặt trực tiếp vào tháng 11. Sau khi tờ Financial Times tiết lộ vào ngày 19 rằng bà Pelosi dự định thăm Đài Loan vào tháng 8, khiến lập trường phản đối của chính quyền tổng thống Joe Biden trong vấn đề này được đưa ra thảo luận. Ông Kirby chỉ ra rằng, dựa trên trình tự kế nhiệm tổng thống của bà Pelosi, chuyến đi của bà liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng chỉ bà mới có thể quyết định hành trình chuyến đi của mình. Hãng Bloomberg nói rằng bà Pelosi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đến thăm Đài Loan hay không. Nhưng nếu nó xảy ra, thời gian có lẽ là sau cuộc điện đàm vài ngày. Tuy nhiên, CNN đưa tin bà Pelosi dường như đã xác nhận rằng sẽ đến thăm Đài Loan. Báo cáo trích dẫn các nguồn tin cho biết, chuyến công du châu Á vào tháng 8 của bà Pelosi, ngoài thăm Nhật Bản và các nước khác, thăm Đài Loan cũng là một phần trong đó bà pelosi có thể sẽ chọn đài loan làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu á hiện nay đã mời người của đảng dân chủ và đảng cộng hòa đi cùng tính đến thời điểm hiện tại bản thân bà pelosi và văn phòng của bà vẫn chưa xác nhận có đến thăm đài loan hay không lúc này đảng cộng sản trung quốc liên tục kêu gọi hy vọng bà pelosi thấy khó mà rút lui Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 27 tháng 7 một lần nữa đe dọa rằng nếu Hoa Kỳ một mực theo ý của mình thách thức giới hạn của Trung Quốc, chắc chắn gặp phải sự chống trả quyết liệt, Hoa Kỳ sẽ gánh chịu tất cả mọi hậu quả từ việc đó. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra lời đe dọa về việc bà Pelosi có thể đi thăm Đài Loan. Trước đó, Đàm Khắc Phi, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nói rằng nếu bà Pelosi nhân vật thứ ba trong chính phủ Hoa Kỳ thăm Đài Loan, quân đội Trung Quốc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối với vấn đề này, Trịnh Vĩnh Niên, người được gọi là quốc sư kinh tế của ông Tập Cận Bình, nói rằng bà Pelosi có thăm Đài Loan hay không là một bàn tính như ý có thể tiến thoái của Hoa Kỳ. Và điều này rất thử thách trí tuệ và dũng khí chính trị của Trung Quốc. Ông cho rằng, nếu như phản ứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc bà Pelosi thăm Đài Loan quá yếu, đương nhiên sẽ có cơ hội cho hoa kỳ còn nếu đảng cộng sản trung quốc phản ứng cứng rắn trong bối cảnh cảm xúc dân túy và cảm xúc chống cộng trong nước mỹ đang dâng cao thì sẽ chứng minh rằng phán đoán của người dân về trung quốc là chính xác và cũng có lợi cho chương trình nghị sự chính trị trong nước của đảng dân chủ nếu hoa kỳ thậm chí vì vậy mà xảy ra xung đột quy mô nhỏ chính quyền washington vừa hay có thể nhân cơ hội này để chính thức hóa nato phiên bản châu á đang được thúc đẩy trịnh vĩnh niên nói rằng trong vấn đề này trung quốc cần phải có hành động thực tế ông lấy ví dụ ví dụ bắc kinh từ lâu đã tuyên bố rằng biển đài loan không nằm ở tuyến đường chính giữa của eo biển vậy thì có thể thêm một bước nữa cử máy bay quân sự hộ tống máy bay của bà pelosi bay vào đài loan đồng thời triển khai tập trận có phân tích cho rằng việc trịnh vĩnh niên xúi đảng cộng sản trung quốc thực hiện hành động thực tế không biết đây có phải là trịnh vĩnh niên đang suy đoán tâm lý của ông tập hay không bởi vì biện pháp này nhìn vào có vẻ hợp lý. Nhưng thực tế là một chủ ý tồi. Đây là đang đào hố trong ông Tập. Nếu ông Tập áp dụng biện pháp này, đồng nghĩa là bị Trịnh Vĩnh Niên đẩy vào con đường không thể quay đầu. Ngoài ra, Jack Cooper, chuyên gia về châu Á tại Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ AEI, nói với tờ Financial Times rằng ông Biden có thể sẽ cố gắng khiến ông Tập Cận Bình tin rằng ông không ủng hộ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi và Mỹ không âm thầm thay đổi hiện trạng. Ông Cooper cũng nói thẳng rằng nếu bà Pelosi thực sự đến thăm Đài Loan, có thể sẽ gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng thứ ba ở eo biển Đài Loan từ năm 1995 đến năm 1996. Kính thưa quý vị, mục tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.